Giá rượu làm từ cây thua, tại sao lại khác nhau lớn đến vậy? Từ vài trăm nghìn đến trăm trẹo cũng có. Chúng ta cùng nhau xem, rượu chứa đựng linh hồn thực sự của người Mexico được sản xuất như thế nào. Rượu từ cây thua chủ yếu dùng lá thua màu xanh làm nguyên liệu. Cách trồng của nó có hai kiểu, từ hạt của cây hoặc cắt gốc để trồng. Kiểu một để làm cây cảnh ngắm. Cây thua cũng giống như trúc, là cây lâu năm, mỗi năm nó chỉ ra hoa một lần. Đến mùa nở hoa, giữa cây sẽ mọc ra một cành hoa siêu cao khổng lồ, cảnh đẹp tuyệt vời. Nhưng sau khi ra hoa cần bán trứng vịt muối. Tỷ lệ nảy mầm của hạt rất cao, nhưng thân hành bên trong phát triển rất là lâu. Ở Mexico, người dân chủ yếu dùng cách lấy gốc trồng cây. Những cây già đến tuổi sẽ mọc rất nhiều nhánh cây con mới ở gốc. Đợi chúng được tầm nửa mét, có thể cắt ra trồng. Nông dân dùng xẻng lấy phần cây con ra, cắt bỏ lá thừa. Như này có một cây, có thể trực tiếp trồng tại nông trại cây thừa rồi. Theo kích thước rễ, họ sẽ phân loại cho cây con. Những cây con có cùng kích thước sẽ được trồng cùng một nơi. Trước khi trồng, công nhân sẽ xới đất trước. Sau khi xới xong, dùng thước đo khoảng cách và dựa theo khoảng cách đã đo, đặt dây thừng. Họ cầm gậy dài khoảng 1 mét, dùng một cái gắp sắt đào một lỗ dọc theo sợi dây và trồng cây thừa non xuống. Trồng mỗi cây cần lấy gậy đo. Ở đây thời tiết khô nóng, rất thích hợp với sự phát triển của cây thừa. Sức sống của nó rất mãnh liệt, nhưng tốc độ sinh trưởng thì chậm. Cho dù là dùng cây tách to thế này, thì trung bình cũng cần mất 10 năm mới được thu hoạch. Đây cũng là rượu cây thừa. Nó là một trong những nguyên nhân dẫn đến không có bánh mì thường dân. Cây thừa trồng được khoảng 4 năm thì người dân sẽ cắt tỉa lá cho nó để tránh bị sâu ăn lá, đồng thời tiện loại bỏ cỏ dại cho cây. Lá cây thừa sắc như kiếm để bảo vệ mình, nhưng mấy ông chú này thật đáng ghét, dứt khoát chặt đứt răng của nó. Nhưng chúng không biết cắt tỉa thích hợp là để tốt cho nó. 10 năm sau là mùa bội thu của cây thừa. Công nhân mài dao của họ chuẩn bị ra thu hoạch. Họ dùng xẻng chặt bỏ thân cây thừa, sau đó loại bỏ lá thừa, cột thành hình cầu. Củ giống quả dứa này nặng khoảng 50 kg. Bên trong là chất trắng trắng dính dính, vị của nó bình thường, không quá ngọt nhưng mọng nước và nhiều tinh bột. Cảm thấy thế nào? Không quan trọng, quan trọng là một quả thừa nặng 50 kg, có thể ủ mấy chục chai rượu thừa. Sau đây là cách làm rượu thừa truyền thống. Họ cho các quả thừa xuống khỏi xe, cho vào một nồi đá to đầy gỗ, lấp đầy đá vào, chất củ thừa xung quanh chỗ đá đó, sau đó đốt số gỗ trong nồi, đợi khi số gỗ hoàn toàn cháy, dùng bã cây thừa để duy trì đám cháy. Che lớp trên cùng bằng tấm nhựa và bịt kín bằng cát. Cả quá trình hơi giống đốt than, nhiệt dư của ngọn lửa từ từ tỏa ra, khiến cho củ thừa mềm dần. Mấy hôm sau, họ lấy những củ thừa mềm ra, cắt thành miếng nhỏ, cho vào một cối xay đá khổng lồ, để củ thừa dễ bị nghiền nát. Họ sẽ thêm ít nước, sau đó cho ngựa kéo, xay thừa thành bã. Những bã thừa đã nghiền nát được cho vào thùng gỗ, cho con men vào, tiến hành lên men. Tuy nhìn thùng như hỗn hợp có đủ mọi thứ, khiến mọi người buồn nôn, nhưng nó không ảnh hưởng đến chất lượng rượu. Rượu cây thừa thuộc loại rượu trưng cất, bất kể nguyên liệu có bao nhiêu tạp chất, nhưng rượu ủ xong đều thuần khiết hết. Thời gian lên men phụ thuộc vào sản phẩm cuối cùng. Thường rượu sau khi lên men, độ cồn sẽ từ 5% đến 7%. Công nhân sẽ lọc rượu, đổ vào nồi đất, quấn bùn quanh mép, rồi đậy nắp phù hợp lên. Đây chính là thiết bị truyền thống. Sau đó thêm nhiệt cho nó, hơi nóng từ nồi được làm mát bằng nước sẽ giúp rượu có độ cồn 20%. Tiếp tục trưng cất lần 2, sau đó sẽ thu được rượu có độ cồn 60%. Nếu bạn muốn có độ cồn lớn hơn thì tiếp tục trưng cất. Rượu cây thừa mà chúng ta hay thấy chỉ cần 2 lần trưng cất, rượu mới ra lò nhìn trong vắt, cần được ủ một thời gian trước khi uống. Rượu cây thừa trên thị trường, tùy thuộc vào thời gian ủ trong thùng gỗ sồi, sẽ có giá khác nhau. Thời gian ủ càng lâu giá thành càng cao. Ngoài ra, cây thừa lá xanh chiếm hơn 51% nguyên liệu thô, cũng được gọi là rượu cây thừa. Tỷ lệ thừa càng cao thì càng đắt. Tóm lại, chênh lệch giá rượu rất lớn. Bạn chọn loại phù hợp với mình là được. Đón Tết Hổ Vàng ngập tràn ưu đãi, ốp lưng iPhone chỉ từ 9K, giảm đến 50% cho tất cả các sản phẩm. Nhận ngay 15K khi follow shop với hàng ngàn voucher vô cùng ưu đãi. Cứ mua đi, ngại chi về giá.